Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Xin được giới thiệu với quý vị, tôi là Thạc sĩ bác sĩ Đặng Khoa Học, là phẫu thuật viên chính trong mảng thay khớp háng và thay khớp gối tại Bệnh viện Tâm Anh. Thì sau đây tôi xin được chia sẻ với các bạn một lần nữa về thay khớp háng. Trong những cái số lần trước, tôi đã chia sẻ với quý vị về những chỉ định thay khớp háng từ hoại tử chỏm xương đùi cho đến gãy cổ xương đùi hay là thoái hóa khớp háng và biến dạng khớp háng. Tuy nhiên, hôm nay tôi xin được nói sâu hơn nữa về một căn bệnh hay gặp ở người trẻ hơn, đó chính là hoại tử chỏm xương đùi. Và bởi vì cái đối tượng hay gặp ở cái căn bệnh này không chỉ là người già mà còn ở những cái người trẻ, thậm chí là thanh thiếu niên. Nên tôi cái bài này tôi xin được nói sâu hơn một chút nữa, bởi vì những cái đối tượng này có thể có thời gian tìm hiểu và muốn hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình. Để hiểu biết hơn về cái căn bệnh hoại tử chỏm xương đùi thì chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về cái cấu trúc giải phẫu của cái khớp háng là gì. Cái thứ hai là cái cấu trúc từ những cái mạch máu nuôi cái chỏm xương đùi. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình là cái hình cấu trúc giải phẫu, cấu tạo giải phẫu của cái khớp háng. Khớp háng bao gồm hai thành phần chính. Một đó chính là cái ổ cối, tức là cái xương có hình dạng giống như là cái chén ở phía trong. Cái thứ hai đó chính là cái chỏm xương đùi và cái cổ xương đùi. Thì khi chúng ta sinh ra nó sẽ có hai nguồn máu nuôi. Cái nguồn máu thứ nhất đó là từ bên trong ra, là từ cái dây chằng tròn để nuôi cái chỏm xương đùi. Cái nguồn máu thứ hai là từ cái nhánh của cái động mạch đùi sâu đi từ dưới đi lên theo cái cổ xương đùi và nuôi cái chỏm xương đùi này. Tuy nhiên có một điểm rất đặc biệt là khi chúng ta lớn lên, đặc biệt là sau tuổi dậy thì đó, thì cái mạch máu từ cái dây chằng tròn nó sẽ mất dần chức năng và gần như lúc này chúng ta chỉ còn một cái hệ thống mạch máu duy nhất để nuôi chỏm xương đùi, đó chính là cái hệ thống mạch máu đi sát cái cổ xương đùi từ cái động mạch đùi sâu. Như vậy chỉ cần một cái nguyên nhân nào đó mà làm cho chúng ta gián đoạn cái mạch máu này, gián đoạn cái sự thông máu này, cái sự tưới máu đến cái chỏm xương đùi thì sẽ dẫn đến thiếu cái chất dinh dưỡng, thiếu oxy để nuôi cái phần xương. Chính vì vậy sau những cái ngày mà chúng ta thiếu máu liên tục, nó sẽ dẫn đến tình trạng là chết xương ở bên trong cái chỏm xương đùi, mà ngôn ngữ y khoa chúng ta gọi là hoại tử chỏm xương đùi. Như vậy một lần nữa các bạn có thể thấy trên màn hình là cái phim X-quang của bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi. Do thiếu máu nuôi của cái chỏm xương đùi này, có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến hoại tử chỏm xương đùi, mà thông thường nhất người ta ghi nhận lại những cái nguyên nhân phổ biến đó. Đầu tiên là sau chấn thương, các bạn có thể thấy cái nguồn cung cấp máu nuôi nó đi sát cái cổ xương đùi này. Như vậy chỉ cần một lý do nào đó mà chúng ta bị gãy cổ xương đùi, đặc biệt là trong những cái tình trạng mà gãy cổ xương đùi nặng mà nó di lệch cái xương đùi, thì chắc chắn nó sẽ làm tổn thương cái mạch máu nuôi của chỏm xương đùi đó. Thì sau một thời gian, cho dù chúng ta có kết hợp xương lại, cho dù chúng ta có gắn lại chặt đến mức nào đi nữa, thì nó vẫn đã bị tổn thương cái mạch máu đó, thì sau một thời gian nó sẽ bị hoại tử cái chỏm xương đùi. Cái nguyên nhân thứ hai là sau chấn thương mà chúng ta bị chật hoàn toàn cái chỏm xương đùi ra khỏi cái ổ cối, thì nó cũng làm tổn thương những cái mạch máu nuôi cái chỏm xương đùi này. Có những cái yếu tố thúc đẩy khác mà người ta ghi nhận lại, đó là khi mà chúng ta sử dụng rất là nhiều rượu bia nè, hoặc là chúng ta sử dụng corticoid nhiều, cho dù là đường uống hay là đường chích đó, thì sau một thời gian đi chăng nữa những cái mạch máu này nó sẽ bị nhỏ lại. Thứ hai là nó sẽ bị hạn chế bởi những cái cục huyết khối cũng như là những cái tế bào mỡ ở trong những cái mạch máu đó, nó làm cho hạn chế lại cái sự thông máu đi qua những cái mạch máu này, và cái chỏm xương đùi của chúng ta vẫn thiếu dinh dưỡng, vẫn thiếu oxy và bị hoại tử chỏm xương đùi. Một cái nghiên cứu gần nhất mà chúng tôi tìm hiểu được trên những cái dân số tương đồng với dân số Việt Nam của chúng ta, đó là tiến hành tại Trung Quốc trên 1844 bệnh nhân. Và cái số mà cái khớp háng mà người ta ghi nhận mà tiến hành thay khớp đó trên bệnh nhân thay hoại tử chỏm xương đùi đó là 2945, tức là gần 3000 cái khớp háng tại Trung Quốc từ năm 2016 đến 2020 đó. Thì người ta ghi nhận là không chỉ những cái người lớn tuổi mới bị hoại tử chỏm xương đùi, mà ngay từ cái nhóm đối tượng là từ 21 cho đến 30 tuổi cũng đã xảy ra hoại tử chỏm xương đùi rất nhiều, mà làm hạn chế sinh hoạt, cần phải thay khớp. Trong bốn cái nhóm nguyên nhân nhiều nhất dẫn đến hoại tử chỏm xương đùi thì đầu tiên phải kể đến đó chính là trên những bệnh nhân nghiện rượu. Cái thứ hai là sau chấn thương. Cái thứ ba là do lạm dụng corticoid, tức là những cái thuốc mà người ta hay tiêm vào khớp háng để cho giảm đau đó, hoặc là chúng ta dùng corticoid đường toàn thân do một cái nguyên nhân nào đó, hoặc là do một cái bệnh lý khác, thì sau một thời gian cũng có thể dẫn đến làm hạn chế cái dòng máu nuôi chỏm xương đùi và dẫn đến hoại tử chỏm xương đùi. Và 20% trong cái số này các bạn có thể thấy trên màn hình là người ta không có tìm được cái nguyên nhân rõ ràng. Tức là cho dù có bị hoại tử chỏm xương đùi đi nữa, nhưng mà khi người ta tìm lại, cho người ta xét nghiệm lại đi chăng nữa, thì cũng không có tìm ra được cái nguyên nhân nào rõ ràng để gây ra nguyên nhân thực sự gây ra hoại tử chỏm xương đùi cả. Và theo các nghiên cứu tại Mỹ đó, người ta ghi nhận là có khoảng 10% trong tất cả những cái ca thay khớp háng là do hoại tử chỏm xương đùi. Và cái đối tượng hay gặp nhất đó là từ 35 cho đến 50 tuổi. Tuy nhiên càng về sau thì cái đối tượng từ sau 20 tuổi xảy ra hoại tử chỏm xương đùi càng nhiều.
rất là dễ hiểu. Các bạn có thể nghĩ quay trở lại cái phần đầu tôi đã nói, tức là khi mà chúng ta còn nhỏ thì chúng ta được cung cấp máu bởi cả hai hệ thống mạch máu, từ bên trong ra và từ dưới đi lên. Khi mà chúng ta lớn lên, đặc biệt là sau tuổi dậy thì đó, thì một cái hệ thống mạch máu nó sẽ mất chức năng dần và chỉ còn một cái nguồn cung cấp máu nuôi thôi. Thì đến lúc này nếu mà chúng ta có bị hẹp cái mạch máu hoặc là chúng ta bị tổn thương cái mạch máu đó thì sẽ xảy ra hoại tử chậm xương đùi. Đó là lý do tại sao chúng ta hay gặp hoại tử chậm xương đùi từ sau, bắt đầu từ tuổi trưởng thành đổ đi, và đặc biệt là từ 35 cho đến 50 tuổi. Và còn một vấn đề rất là thú vị nữa, đó là khi chúng ta hoại tử chậm xương đùi thì người ta ghi nhận là 80% chúng ta không chỉ bị một bên, mà đã bất thường là bất thường hai bên. 80% chúng ta sẽ bị hoại tử chậm xương đùi cả hai bên. Tiếp theo tôi xin được chia sẻ về những cái phân loại của hoại tử chậm xương đùi. Nhờ vào những cái mức độ phân loại này, từ độ 1 cho đến độ 4, mà chúng ta sẽ biết là mình nên làm gì, nên điều trị có phải tất cả cần phải tay khớp hay không, hay chúng ta có thể điều trị bằng thuốc, hoặc là chúng ta có thể khoan giải áp cái lòng tủy. Thì chúng người ta được chia ra làm theo cái độ phân độ FICAT này nè, thì người ta chia ra làm 4 độ của hoại tử chậm xương đùi. Cái độ 1 thông thường rất là hiếm khi phát hiện trên lâm sàng, ngay cả ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài. Tức là chúng ta gần như chụp X-quang lên thấy cái chõm xương đùi và cái ổ cối vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta chỉ có thể phát hiện thông qua MRI. Và việc này ở Việt Nam là rất khó phát hiện, bởi vì chúng ta thường hay thấy cái tâm lý của người Việt Nam là chúng ta thấy đau rất là nhiều chúng ta mới đi khám. Chứ còn khi mà đau nhẹ khớp háng hoặc là vô tình mà đi khám thì chụp MRI là không có. Giai đoạn thứ hai đó là chúng ta thấy khi mà chụp X-quang lên là thấy bắt đầu có những tổn thương sơ xương dưới sụn, các bạn có thể thấy nhìn trên màn hình. Hoặc là những cái nang xương nhỏ ở trong cái chõm xương đùi, tức là dấu hiệu rõ của việc thiếu máu nuôi theo thời gian. Ở trong giai đoạn này MRI chúng ta có thể thấy rất là rõ, thậm chí trên X-quang đối với những bác sĩ chấn thương chỉnh hình cũng có thể phát hiện ra. Tuy nhiên nếu chúng ta đi khám tổng quát không thì khó có thể phát hiện ra được. Do đó tôi khuyên các bạn là nếu mà đã bắt đầu thấy đau khớp háng, hoặc đặc biệt là trong giai đoạn này chúng ta sẽ thấy khi chúng ta ngồi xổm xuống đứng dậy, hoặc là đi lên đi xuống cầu thang, hoặc là chúng ta bắt chéo chân qua mà thấy đau khớp háng, thì nên đến gặp bác sĩ chấn thương chỉnh hình để được chụp X-quang và phát hiện sớm nhất có thể. Nếu mà chúng ta phát hiện trong những giai đoạn 1 và giai đoạn 2 này thì có rất là nhiều phương pháp điều trị, chứ không đơn thuần chỉ là thay khớp háng. Và như tôi đã nói ở trước thì ở Việt Nam chúng ta rất là hiếm người phát hiện được trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Bởi vì khi chúng ta thấy đau rất là nhiều khớp háng chúng ta mới đến bác sĩ chấn thương chỉnh hình, và đó là ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Ở giai đoạn 3 các bạn có thể thấy trên màn hình, lúc này khi mà thiếu máu nuôi đủ thời gian rồi, đã bị sơ xương dưới sụn lâu ngày rồi, nang xương dưới sụn rồi, thì cái xương của cái chõm xương đùi này của chúng ta nó bắt đầu sụp xuống và làm biến dạng đến cái hình ban đầu của cái chõm xương đùi là hình cầu. Thì bây giờ nó bị biến dạng đến nó không còn tròn trịa nữa, không còn hình cầu nữa. Khi này chúng ta chỉ cần ngồi xổm xuống đứng dậy, hay là bắt chéo chân, thậm chí là buổi sáng ngủ dậy vừa bước xuống giường đã thấy bắt đầu đau cái khớp háng rồi. Đó, sẽ hạn chế rất là nhiều vận động của chúng ta. Và đến giai đoạn 4 là sau một thời gian chúng ta hoại tử chõm lâu ngày rồi đó, thì nó sẽ ảnh hưởng không chỉ là cái phần chõm xương đùi nữa, mà là ảnh hưởng cả cái phần xương xung quanh, chính là cái phần xương ổ cối. Thì chúng ta gọi là độ 4 của hoại tử chõm xương đùi, hay là thoái hóa khớp háng thứ phát. Thì ngoài cái triệu chứng ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4 này, ngoài cái triệu chứng là đau khớp háng, hạn chế vận động, nó còn một cái dấu hiệu rất là đặc biệt nữa. Đặc biệt là ở những cái người mà lâu năm mà không muốn mổ thay khớp háng đó, mà cứ để như vậy chịu đau đó, thì chúng ta thấy là cái phần chõm xương đùi ngày càng nó càng sụp đi, nó càng biến dạng đi. Và lúc này sẽ dẫn đến tình trạng trên màn hình các bạn có thể thấy, đó là tình trạng ngắn chi. Tức là cái chân bên chúng ta bị hoại tử chõm xương đùi nó sẽ ngắn hơn hẳn so với cái chân còn lại. Mà nếu mà chúng ta đi chân thấp chân cao lâu ngày như vậy, nó sẽ ảnh hưởng một phần đến cột sống của mình, sẽ dẫn đến đau lưng. Cái thứ hai là sẽ ảnh hưởng đến khớp gối của mình, dẫn đến đau khớp gối. Sau cái phần phân loại này, tôi xin được chia sẻ với các bạn về cái phần điều trị hoại tử chõm xương đùi. Có phải tất cả những cái hoại tử chõm xương đùi đều cần phải mổ hay không? Thì xin thưa với các bạn là không. Nếu như chúng ta phát hiện sớm ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu điều trị bằng thứ nhất đó là vật lý trị liệu, cái thứ hai là giảm cân, cái thứ ba là sử dụng thuốc nội khoa. Đây là những cái thuốc nó làm cho cái quá trình hư cái xương này chậm lại, tức là trì hoãn lại cái phần mà hoại tử cái chõm xương đùi này đi. Đó, đặc biệt là ở giai đoạn 1, nếu chúng ta phát hiện ra nhờ MRI hoặc là khám lâm sàng thì chúng ta hoàn toàn có thể khởi động cái quá trình điều trị chỉ với thuốc mà thôi. Đến giai đoạn 2 rồi, ngoài cái việc điều trị bằng thuốc, chúng ta có thể can thiệp phẫu thuật, nhưng không phải là thay khớp háng. Chúng ta có thể can thiệp phẫu thuật là chúng ta đến giai đoạn 2 rồi đó, thì không chỉ là chúng ta sử dụng thuốc nội khoa nữa, mà chúng ta có thể can thiệp thêm bằng những cái phẫu thuật đơn giản hơn, không phải là thay khớp háng, mà chính là khoan giải áp và ghép xương một cái chõm xương đùi này. Các bạn có thể thấy trên màn hình, nói nôm na là
chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc mổ rất là nhanh với đường mổ nhỏ để lấy cái phần xương mà nó bị hư, cái phần xương mà nó thiếu máu nuôi, nó đã chết rồi. Chúng ta sẽ lấy qua một cái cửa sổ xương rất là nhỏ. Sau đó sẽ lấy một cái phần xương khác tốt hơn, có nhiều mạch máu nuôi hơn, đặc biệt là cái phần xương từ cái mào chậu của chúng ta, cái phần xương chậu của chúng ta, ghép vào cái phần mà chúng ta ghép vào cái phần trống đó, với hy vọng là những cái tế bào trung mô mới, với hy vọng là những cái tế bào xương mới, nhiều dòng mạch máu nuôi hơn, sẽ phục hồi lại, sẽ xây dựng lại cái cấu trúc mới, cấu trúc xương mới, những cái bè xương mới trong cái chỗ xương đùi của mình. Thì cái phẫu thuật này người ta ghi nhận là có thể trì hoãn lại, kéo dài lại ít nhất là khoảng 5 đến 7 năm sau khi mà bị hoại tử chỏm xương đùi. Tuy nhiên, như đã nói ở những cái phần trước rồi đó, thì ở Việt Nam chúng ta hầu hết là phát hiện hoại tử chỏm xương đùi đã ở giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4 rồi. Thì chúng ta sẽ những cái phẫu thuật bằng thuốc hay là khoan giải áp gần như nó sẽ không có mang đến cái hiệu quả cao nhất nữa, mà chúng ta sẽ phải cần một cái phẫu thuật cao cấp hơn, đó chính là thay khớp háng. Các bạn có thể thấy trên màn hình chính là hình tôi đang tiến hành phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân bằng đường mổ SuperPAP. Như vậy, khi nào phải cần thay khớp háng? Các bạn có thể thấy nhìn trên bốn cái hình ở trên màn hình tôi chia sẻ, cái hình ở phía dưới là cái màu trắng trắng đó. Nó chính là cái chỏm xương đùi của chúng ta lúc mà còn nguyên vẹn thì nó rất là trơn, rất là bóng, thì khi chúng ta đi lại nó mới không có đau. Ba cái hình bên cạnh là ba ca tôi đã mổ trên bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi ở giai đoạn 4. Thì các bạn có thể thấy là biến dạng hoàn toàn cái chỏm xương đùi, rất là nhiều gai xương, thậm chí là không còn cái hình cầu nguyên vẹn nữa mà là hình méo, hình dẹt. Thì không có một cái thuốc nào trong giai đoạn này, các bạn có nghĩ là nó làm tiêu đi những cái gai xương, không có một cái thuốc nào làm cho cái khối cầu này nó tròn trịa, nó hình cầu trở lại và dẫn đến các bạn hết đau được hết. Mà chúng ta sẽ cần phải lấy cái chỏm xương đùi này ra thay bằng một cái chỏm xương khớp nhân tạo. Và nếu mà nó ảnh hưởng đến ổ cối thì chúng ta sẽ phải thay cả cái ổ cối nhân tạo nữa. Cái này gọi là phẫu thuật thay khớp háng. Khác với thay khớp háng do thoái hóa ở trên người già, hoặc là khác với thay khớp háng trên bệnh nhân gãy cổ xương đùi, thì lúc này nếu mà thay khớp háng đó thì những cái cấu trúc giải phẫu nó gần như là còn nguyên vẹn, nên việc thay khớp háng rất là đơn giản. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi thì sau một thời gian dài đó, cái chỏm xương đùi và cái ổ cối của chúng ta đã biến dạng rất là nhiều. Do đó cần có một sự chuẩn bị kỹ càng đến từ các phẫu thuật viên. Thứ nhất, không phải chỉ chuẩn bị về mặt nội khoa, tức là có sự can thiệp của bác sĩ gây mê hồi sức, các bác sĩ tim mạch, các bác sĩ về huyết học hay các bác sĩ về hô hấp để chuẩn bị làm sao cho bệnh nhân có cái sức khỏe tốt nhất. Mà còn về phía các bác sĩ phẫu thuật viên, tức là các bác sĩ sẽ phải nên chụp cái phim X-quang trước và đưa lên. Ở bệnh viện Tâm Anh chúng tôi thì chúng tôi tự hào có một cái phần mềm gọi là TraumaCAD mà chúng tôi đã mua bản quyền để thực hiện cái việc chuẩn bị trước thay khớp háng. Trước mỗi cái lần mổ thay khớp háng cho bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi đó, chúng tôi sẽ đưa cái phim X-quang của bệnh nhân lên cái phần mềm này. Các bạn có thể thấy trên màn hình, nhờ cái phần mềm này chúng ta có thể đo được là chúng ta sẽ cắt bao nhiêu xương, cái cấu trúc giải phẫu của bệnh nhân là nó cái ổ cối nó dài bao nhiêu, nó dày bao nhiêu và cái đường kính là bao nhiêu mm. Chúng ta sẽ đặt cái chui, tức là cái stem nào vừa với bệnh nhân nhất, số 1, số 2 là số 3. Tại vì các bạn đã biết là cái khớp mà người ta sản xuất đó hầu hết là đến từ châu Âu và châu Mỹ, thì người ta dành sản xuất cho người châu Âu và châu Mỹ. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị kỹ càng trước mổ đó thì vô mổ chúng ta rất là thụ động. Giả sử chúng ta chỉ chuẩn bị cái size số lớn, số 4 thôi, tuy nhiên ở người Việt Nam nhỏ bé chúng ta không vừa cái size đó thì sao? Do đó cái sự chuẩn bị trước mổ là hết sức quan trọng. Các bạn có thể thấy trên màn hình nè, trong những một cái ca mổ của tuần trước tôi tiến hành chuẩn bị trước mổ đó, thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ xài cái chui số mấy, cái đường kính là bao nhiêu, cái cổ dài hay là cổ ngắn, cái ổ cối số bao nhiêu và cái góc nghiêng là bao nhiêu độ. Tất cả những cái chỉ số này chúng tôi phải chuẩn bị cái đêm trước mổ, để ngày hôm sau khi mà vào mổ đó, chúng tôi chỉ thực hiện theo những cái thao tác mà chúng ta đã chuẩn định sẵn mà thôi, thì tránh những cái sai lầm cho dù là nhỏ nhất, thì để đưa lại cái hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân. Tiếp theo, bởi vì 80% bệnh nhân đó là hoại tử chỏm xương đùi hai bên, thì có nhiều bệnh nhân đến với tôi có một câu hỏi là liệu tôi có thể thay khớp háng hai bên cùng một lúc hay không, hay là chỉ nên thay từng bên một mà thôi. Thì cái vấn đề này không phải chỉ đơn thuần cứ muốn thay hai bên là được, mà chúng ta sẽ phải đề cao rất là nhiều cái vấn đề, cho từ cái sức khỏe của bệnh nhân có đủ sức khỏe để mổ hai lần hay không, bệnh nhân có bệnh lý về huyết áp, về tim mạch hay là về máu hay không, có thiếu máu hay không đó. Thì cái vấn đề này các bác sĩ gây mê hồi sức cũng như là các bác sĩ nội khoa và các phẫu thuật viên sẽ họp lại với nhau để đưa ra cái hướng điều trị tích cực nhất. Các bạn có thể thấy trên hình, chúng ta có thể thay một bên hoặc là thay hai bên, tùy vào cái sức khỏe cũng như là tùy vào cái bệnh lý của mình, chứ không phải lúc nào muốn thay hai bên cũng được. Cái thứ hai, một cái câu hỏi nữa là mọi người thường hay nói là liệu tôi có rất là nhiều tiền, tôi muốn thay cái khớp tốt nhất, cái khớp mắc nhất,
Xin thưa với các bạn, câu trả lời này tôi đã nói rất là nhiều lần. Không phải cái khớp mắc nhất là cái khớp tốt nhất cho bệnh nhân, mà cái khớp tốt nhất đó chính là cái khớp phù hợp nhất với cấu trúc giải phẫu của mình, cái cấu trúc phù hợp nhất với cái bệnh lý của mình, và nó không có giới hạn hoạt động của mình. Đó mới chính là cái khớp tốt nhất. Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại khớp, đó đến từ châu Âu cho đến châu Mỹ. Tuy nhiên, cái sự chính xác để lựa chọn cái khớp cho mình đó đến từ cái phương án chuẩn bị bệnh trước mổ mà hồi nãy tôi đã nói với các bạn. Tức là chúng ta trước mổ chúng ta sẽ đo đạc cẩn thận từng cái sai số cho đến cái từng cái kích thước của cái xương của bệnh nhân, sau đó mới chọn cái khớp phù hợp nhất đối với bệnh nhân. Trên đây là một hình ảnh điển hình của một bệnh nhân đến ở giai đoạn 3 mà tiến hành thay khớp háng. Thì trước mổ đó, cái chân bên hư của bệnh nhân, trên bên chân bên hoại tử trọng xương đùi đó thì ngắn hơn so với cái chân phải rất là nhiều. Tuy nhiên ngay sau mổ thì chúng tôi đã có thể chỉnh hai chân bằng nhau. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ cố gắng để chỉnh hai chân bằng nhau. Nếu như chúng ta đến ở giai đoạn trễ hoặc là có bất thường về cấu trúc giải phẫu, đặc biệt là trên những bệnh nhân loạn sản xương đùi hay gặp ở người nữ đó, thì chúng ta không có nên cố gắng chỉnh hai chân bằng nhau. Bởi vì nếu chúng ta cố gắng hết sức để chỉnh hai chân bằng nhau sẽ dẫn đến một hậu quả gọi là quá căng cái thần kinh tọa, sẽ dẫn đến liệt thần kinh tọa. Do đó, để chỉnh hai chân có bằng nhau hay không và bao nhiêu là tốt nhất cho sinh hoạt của mình thì cần phải tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ chấn thương chỉnh hình trước khi phẫu thuật thay khớp háng. Như vậy, tôi xin được tổng kết lại, hoại tử trọng xương đùi là một trong những cái bệnh lý rất là thường gặp, đặc biệt là đàn ông. Cái thứ hai, hoại tử trọng xương đùi có thể gặp ở những cái tầng lớp trẻ từ mười mấy cho đến 20 tuổi cũng có thể gặp hoại tử trọng xương đùi. Cái thứ ba, nếu chúng ta cảm thấy đau khớp háng hoặc là hạn chế vận động, chúng ta nên đến gặp bác sĩ chấn thương chỉnh hình để được thăm khám sớm nhất có thể. Bởi vì khi chúng ta phát hiện hoại tử trọng xương đùi ở những giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2, chúng ta hoàn toàn có thể điều trị với thuốc hoặc là vật lý trị liệu. Còn nếu chúng ta có vô tình đến trễ hơn ở giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4 mà cần phải thay khớp háng, các bạn cũng không nên quá lo lắng. Bởi vì thay khớp háng là một trong những phẫu thuật thành công nhất trong chỉnh hình, không chỉ ở Việt Nam mà còn đối với trên thế giới cho đến ngày hôm nay. Thay khớp háng bây giờ có đường mổ Superpad hoặc là đường mổ phía trước, hoàn toàn gần như là không cắt cơ của các bạn. Và các bạn có thể trở lại sinh hoạt bình thường ngay sau mổ 1 cho đến 2 ngày. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.